Mình chuẩn bị được đi dự đại hội người dân tộc nên bây giờ mới tập may cho mình một bộ trang phục dân tộc của mình mọi người ạ. Phần váy thì có phần trên may thổ cẩm, có ba loại thổ cẩm dệt khác nhau sau đó ráp lại, và đây là áo và áo may ngắn chỉ đủ che phần ngực. Phần trước dài hơn một chút xíu, độ 3 phân. Cái áo này của chị gái mình may đã lâu từ hồi đi lấy chồng. May bằng tay cách đây khoảng 50 năm rồi. Còn mình từ xưa tới nay không biết dệt vải đã đành và còn không biết mặc trang phục nữa. Sắp tới được làm đại biểu đi dự đại hội. Phần trang phục là bắt buộc phải mặc, nên mình sẽ thử xem có giống ai không. Đây là phần cuối cùng mình sắp xong rồi. Và mọi người góp ý cho mình với nha. Đây là thổ cẩm có ba màu đó. Và bây giờ chỉ thêm chân váy vào nữa là xong. Váy mường có nhiều phụ kiện kèm theo nên mặc nó không dễ chút nào. Mọi người hãy cho mình xin một like để lan tỏa yêu thương nhé. Bạn là Mường ở đâu đấy? Xem hết clip này xem mình là Mường ở đâu nhá. Dạ vâng, và quả thật là thiên địa non nước hữu tình, mà gái trai 36 là điển hình nước ta, đẹp từ nhan sắc màu da mà đẹp từ khí chất, đẹp qua tâm hồn. Lời đồn thì há chẳng quá xa, khoảng xương hậu lộc tính ra, gái thời sắc sảo mặn mà trai thời vũ tú thật thà mà lại ga lăng. Trai đâu đẹp bằng trai Nga Sơn Ngọc Lặc, mà gái đâu sắc bằng gái Vĩnh Lộc Đông Cống quê ta. Chính vì vậy mà trong nhiều cuốn sử thi của nước Nam ta có viết một câu thơ rằng: Nguyễn Du chỉ một Thúy Kiều, và về Như Thanh Cầm Thủy thì lại rất nhiều Thúy Vân. Gái trai đẹp tựa thiên thần là dân quan hóa thường xuân quê mình. Và để ca ngợi vẻ đẹp của nam thanh nữ tú xứ Thanh thì khí phách đâu bằng trai Hà Trung Yên Định, mà hiếu thảo nghĩa tình thì đâu bằng gái Thạch Thành Mường Lát quê ta. Gái lăng chánh tựa trời xanh thêm nắng, mà trai bá thước không khác gì mãnh tướng Triệu Tử Long. Một vòng Thiệu Hóa Quan Sơn, nơi đâu hơn được gái trai quê mình. Con người trọng nghĩa trọng tình, cớ sao đời lại khinh khi xứ này. Viết đôi câu gửi mây về Thanh Hóa, nhắn đôi lời chào sông Mã quê ta. Quê em 36 mãi đỉnh. Dạ vâng, kính thưa các bố, các mẹ, các em, các chị ủi mái trong nhà. Đúng là năm thôi thì ngày ráng, mà tháng thôi thì ngày léng. Lông khi thì tha kén, mà lông khen khen thả ngón. Lông vòng xá làng đáy đá, một nhà có lắp, một nhà có lại. Một nhà có đông con đửa, thiểu mối đi hải. Một nhà có đông con cải, thiểu mối đi đam. Hai bên mẩn chung thì như muốn văng cáp, măng háp thì như muốn văng cù văng bương. Măng thương ý hảo lấy là cửa, phải lửa ý hảo lấy là nhá. Hôm nay ý măng hảo cảm ơn, kể chỉnh mưa khá. Văn khởm ở giấy mưa, văn lửa ở giấy nặng. Xẹt bố đâm hoa đi xuống, xẹt bố đâm hoa đi lên. Văn lên mang răng rên, văn chớ mang răng ản. Ản lóng được cà đẹp đá thôn quan. Hôm nay đêm kèm ngay hén, chủ cà đi đuổi, cùng bố đi đưa đuổi cô dâu của chúng tôi với tại hồi hôn hỏi nhà trai. Thôi, thế ạ.